Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đưa. Thưa bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ thêm những cái dự án chất lượng đến từ nền tảng Bybit. Hôm nay chúng ta có một cái dự án sẽ sớm list ở trên sàn Bybit, chắc khoảng cỡ độ 15 phút nữa thôi, tính theo video. Chưa 15 phút nữa anh em nhé, tầm hơn 10 phút nữa. Thì cái con Primal thì sẽ list ở bên nền tảng Bybit. Và với anh em nào tham gia chiến group hôm nay thì các bạn sẽ có cơ hội chia pool giải thưởng là 6 triệu 250 nghìn token Primal. Tham gia vào dự án hôm nay thì chắc chắn rồi, yêu cầu anh em sẽ có tài khoản trên nền tảng Bybit. Nếu anh em chưa tài khoản thì các bạn hãy đăng ký theo link phía dưới mô tả video. Khi các bạn đăng ký theo link KOL của mình thì các bạn cũng sẽ hưởng được những cái lợi ích mà các chương trình KOL của kênh Thánh NDA chúng ta đang hợp tác của Bybit diễn ra. Rồi ok, với cái dự án này thì nội dung nó như sau. Cặp giao dịch Primal thì sẽ sớm list ở đây, thì các bạn có thể tìm thấy cặp giao dịch Primal ở đây. Primal, để mình xem nào. Primal hôm nay nó lít mà, không nhầm là hôm nay nó lít. Đây, Primate rồi. Hôm nay nó lít nhưng mà khả năng là nó đâu thì mình chưa thật. Rồi, ở đây ấy, thì nó sẽ có hai chiến dịch như sau. Đây, chiến dịch thứ nhất là chiến dịch nạp tiền. Thì khi các bạn nạp tối thiểu từ 62.500 Primal thì anh em sẽ được claim phần thưởng bằng nhau là 12.500 Primal, và pool giải thưởng của cái pool thứ nhất là 6 triệu 250.000 Primal. Cái hoạt động thứ hai thì anh em sẽ có cơ hội nhận được chia pool giải thưởng là 2.000 đô, và dành cho 1.000 người đầu tiên, tức là mỗi người sẽ nhận được 20 đô. Yêu cầu anh em chơi volume 200 USDT Primal để anh em có thể nhận được giải thưởng này. Thì các bạn có thể mở vào phần chơi lao ở đây. Cấp dịch này thì nó vẫn hiện tại nó vẫn chưa lít, và khoảng hơn 10 phút nữa thì nó sẽ lít. Mình sẽ đăng video ngay thời điểm mà lít cho anh em kịp làm. Thì ở trong cái hoạt động này ấy, đây, thì yêu cầu là anh em chơi volume trong khoảng thời gian từ 11 giờ UTC tới 18 giờ, tức là từ thời gian lít ngày hôm nay đấy, và kết thúc ngày 22, thì anh em làm càng sớm càng tốt đấy. Nếu mà làm muộn quá có khả năng không được ăn được nhé. Thì phần thưởng này nó sẽ ghi trực tiếp vào tài khoản spot người dùng trong vòng 1 tháng từ khi sự kiện kết thúc. Rồi đến những cái phần thông tin, và mình cũng chia sẻ luôn là con Primal này cũng lít ở nhiều sàn, không chỉ sàn Bybit. Đây là một cái con khá là tiềm năng. Cũng chia sẻ với anh em về cái tổng cung của nó. Tổng cung của nó là 5 triệu 5 tỷ token anh em nhé. Tổng cung 5 tỷ token. Và cái con này thì ở trên mạng Step đấy, mà Step anh em biết rồi, trên Motor đấy, anh em hình dung ra đấy. Thì đây chính là cái bản chất của con Primal này đấy. Thì anh mình lưu ý là cái thời điểm nó vừa lít thì chắc chắn là có sẽ giá biến động rất là nhanh, nhưng anh em cần rất là thận trọng nhé. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn cho anh em tham gia vào cái dự án này. Hy vọng là anh em trên kênh chúng ta sẽ kịp thời chơi để có thể nhận được cái lợi ích. Nó là 20 USDT. Ngon lành này. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.